Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì em có một chiếc Komatsu ạ. Komatsu FG15-16 ạ. Chiếc này thì hôm trước em vừa thử tải và đăng video đấy ạ. Thì hôm nay thì có một bác xem video thì chốt luôn qua video, qua ảnh luôn ạ. Một bác khách hàng ở Lai Châu. Hôm nay thì em bàn giao chiếc này về Lai Châu ạ. Khách hàng chốt qua ảnh, qua video luôn. Thì hôm nay thì em bảo dưỡng xong, làm gầu xúc xong thì bàn giao luôn cho khách hàng. FG15-16 ạ, chạy xăng ạ, gật gù số sàn, lốp kép, chạy xăng, có thêm cả gầu xúc luôn ạ. Xe đẹp, full chức năng, giá cả hợp lý ạ, khách chốt luôn. Tấn rưỡi ạ, rất đẹp, hợp lý. Giá tiền vừa phải cho nhu cầu sử dụng ít ạ. Xe rất chất ạ. Mà em vẫn còn rất nhiều xe xăng ạ. Xe xăng vẫn còn rất nhiều, 1 tấn rưỡi, 2 tấn, 2 tấn rưỡi, 3 tấn cũng có, xe xăng rất nhiều. Xe dầu cũng rất nhiều ạ. Các bác có nhu cầu thì alo cho em qua hotline. Mãi còn chuẩn bị nhiều xe, còn rất nhiều. Các bác cứ qua xem thoải mái. Cảm ơn các bạn theo dõi video.